vào shopemontv.com để quay những vòng quay kim cương với tỷ lệ hiệu hữu cực cao và cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào shopemontv.com thôi nào. Hello hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Mon nha. Thì dạo gần đây có khá là nhiều chuyện xảy ra với lại mọi người, mình cảm thấy là mọi người đang hiểu sai vấn đề ấy. Thì thật ra sự việc của mình với anh Tinh không hề như mọi người nghĩ đâu. Mình hối hận luôn ấy mọi người, chưa gì hết mọi người chỉ nghe về một phía thì mọi người cứ hoa chửi bọn mình ấy. Nhưng mà mấy bạn không hiểu là mấy bạn còn rất là nhỏ, mấy bạn chưa hiểu ra vấn đề á. Thật sự mà nói á là có rất là nhiều em rất là nhỏ tuổi hơn mình luôn. Có rất là nhiều em rất là bé tuổi hơn mình mà lại đi chửi mình, xúc phạm mình như thế. Với lại á, mình biết là trong tình trạng của mọi người xem clip của mình và xem clip của Đức với lại xem clip của anh Tinh á, thì mọi người đang gặp một cái tình trạng là đang hiểu lầm mình và đang nghĩ là mình đang cắm sừng Đức. Nhưng mà thực tế mà nói thì mọi người tại sao không suy nghĩ lại là đó giờ trước tới bây giờ nhá. Thì từ trước tới bây giờ mình đối xử với Đức như thế nào, mình quan tâm Đức, yêu thương Đức như thế nào, mình chưa một lần nào để mình làm sai với Đức cả. Mà mọi người lại bảo là mình là đi đối xử, mình đi cắm sừng Đức. Thực ra mà nói mọi người đã xem hết clip chưa và cái clip đó như thế nào. Mình coi anh Tinh như một người anh cho nên là mình mới xuống dưới chơi. Thì thực tế mà nói là những lúc mà mọi người buồn thì mọi người sẽ đi tìm anh, tìm em rồi này kia chơi đúng không? Theo như Mon thì Mon không hề suy nghĩ là đấy là cái gì hết ấy. Với lại mình chỉ không, tại vì trong đầu mọi người suy nghĩ bậy bạ thì mọi người mới suy nghĩ là mình với anh Tinh làm gì trong căn phòng đấy. Chứ thực tế mà nói, ủa hai người trong căn phòng có thể nói chuyện được mà, hay là bình thường đi, mọi người ở trong căn phòng với một người anh, một người em gì của mọi người mà người ta suy nghĩ mọi người như thế, mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào? Mình nói thật luôn ấy, có nhiều bạn vào bảo mình là ngủ với anh Tinh rồi cái kiểu, nhưng mà thực tế mà nói mọi người đang xúc phạm mình. Lúc thì mọi người bảo là mọi người fan mình, lúc thì mọi người lại chửi mình như thế. Lúc thì mọi người không tin tưởng, đã là fan của người ta thì mọi người phải tin tưởng người ta. Với lại nếu như mà tôi làm sai với mọi người thì tôi đã khác rồi. Còn cái này tôi chưa từng làm sai với ai, kể cả Đức tôi cũng chưa từng làm sai. Với theo mọi người nghĩ là đà mỏ là như thế nào, tôi nói thật với mọi người là tôi chưa từng làm cái gì sai cả. Và tôi nghĩ đi, nếu như tôi là một người đào mỏ nhá, thì thật sự mà nói, nếu như mà Mon là một người đạo mỏ ấy, thì Mon đã không tặng quà cho Đức rồi. Đến bây giờ mình vẫn tự kiếm tiền, vẫn xài đấy thôi. Mình có xài tiền của Đức đâu mà mọi người bảo mà mình đạo mỏ. Và nếu như mọi người lấy cái chuyện mà cái điện thoại ra để nói ấy, thì thực tế là tại vì do mình chưa có tiền, chưa đủ tiền để mình mua điện thoại để mình làm clip cho mọi người xem. Cho nên nó thấy như thế Đức mới tặng điện thoại cho mình, để mình có điện thoại để quay clip cho tất cả mọi người xem. Thì mọi người cứ hiểu đi là mình yêu mọi người như thế nào, mình quý mọi người như thế nào, mà đến ngày hôm nay mình xảy ra chuyện như thế này thì mọi người lại quay lưng với mình, mọi người chửi mình thế này thế kia. Thật sự mà nói mình chưa bao giờ nha, mình chưa bao giờ suy nghĩ là một ngày nào đó mọi người lại quay lưng với mình như thế luôn ấy. Mà thực ra chuyện của mình với Đức á, thì mình đang có một cái chuyện rất là khó nói với Đức, cho nên là mình mới nhờ anh Tinh giữ bí mật cho mình. Còn chuyện của mình với anh Tinh á, thì mình nó hẳn luôn là ngoài Đức ra là mình không thích một ai cả, và ngoài Đức ra mình không yêu một bất kỳ ai hết. Anh Tinh đối với mình á, thì chỉ là anh thôi. Thật sự mà nói là như vậy. Cho nên á, mọi người đừng có khiêu khích mình cái kiểu là, với lại mọi người đừng có nói mình cái kiểu là mình thích anh Tinh rồi, mình yêu anh Tinh rồi, mình với anh Tinh yêu nhau rồi. Đó là điều không thể mọi người nha. Mình nói thật luôn ấy, đó là điều không thể nào xảy ra được. Tại vì ở đây á, mình coi anh Tinh là anh, còn mình thương Đức bằng cả trái tim mình. Mà trong khi đó mọi người lại bảo là mình thích anh Tinh rồi. À, mình thấy Đức làm như thế là Đức sai, thật sự là Đức sai luôn ấy. Đức chặn mình, chặn cả YouTube của anh Tinh, và Đức cũng không nói chuyện với mình, Đức cũng không nói chuyện với cả anh Tinh. Nhưng mà Đức làm một cái thái độ rất là sai luôn. Vì mấy bạn là fan của Đức, mấy bạn yêu quý Đức, mấy bạn luôn luôn nghe theo Đức ấy, cho nên là Đức nói gì thì mấy bạn cũng nghĩ là đúng. Nhưng mà mọi người chưa đặt ra vấn đề, hay là mọi người chưa hiểu gì cả, mọi người chưa biết là câu chuyện nó như thế nào, người nào đúng, người nào sai, hay là mọi người chưa biết rõ là trong chuyện này có chuyện gì, hay là mình với anh Tinh nói gì với nhau, hay là trong chuyện này mình với anh Tinh đang có chuyện gì xảy ra.
mọi người chưa từng hiểu, mọi người chỉ biết là mình với anh Tinh ở chung một phòng, thế là mọi người đã si đặt cái kiểu ra rồi, mọi người bảo là mình với anh Tinh như thế này như thế kia. Thực sự mà nói là mấy ngày hôm nay mình rất là tuyệt vọng luôn ấy, mình rất là mệt mỏi. Thì chắc là mình kiếm đủ tiền và mình sẽ trả tiền cho Đức. Mình chắc chắn là Đức sẽ không nhận, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ tìm đủ mọi cách để mình kiếm tiền, để mình trả cho Đức tiền cái điện thoại này. Thật sự mà nói thì Mon có làm bao nhiêu chuyện tốt hay là Mon có làm gì đi chăng nữa thì mọi người cũng chẳng thể thích Mon. Tế mà nói thì mọi người là fan của Đức, cho nên là bây giờ Đức nói gì mọi người cũng sẽ tin. Mình có nói bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là giải thích thôi, đúng không? Cho nên là mình có nói gì đi chăng nữa cũng vậy thôi. Mình không biết nói gì nữa bây giờ ấy. Mình chỉ nói là mình chưa bao giờ nói là mình thích anh Tinh cả. Mình cũng chưa bao giờ nói là mình không thích Đức hay là mình không yêu Đức cả. Tại vì đó giờ tình cảm của mình đặt cho Đức khá là nhiều. Mình cũng không biết là mình sai ở chỗ nào luôn á. Trong khi đó mình bị bệnh như thế này mà mình cứ bị hù như thế thì mọi người phải đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới biết được, đúng không? Mình nói thiệt luôn á, mọi người phải đặt vào hoàn cảnh của mình thì mọi người mới biết là mình như thế nào á. Và mình cũng xin bạn luôn á Đức, đừng làm lớn chuyện lên nữa, mình quá mệt.